Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp ở nông thôn. Mình thường xuyên đi cập nhật những mẫu nhà đẹp ở nông thôn để chia sẻ với các bạn, giúp các bạn có những cái mẫu để tham khảo. Thì hôm nay mình đang đứng trước một ngôi biệt thự nhà vườn mái Thái hình chữ U 5 gian đang xây dựng và đang trong quá trình hoàn thiện. Ngôi nhà này thì có cái khuôn viên rất là đẹp. Diện tích đất khoảng 1.500 m² đất. Đây, mời các bạn nhìn phía trước sân vườn của bác ấy. Và đặc biệt là cái bác này thì bác ấy bán cây cảnh nhé, tại vườn rất rẻ ở khu vực Vĩnh Phúc. Nếu bạn nào ở gần Vĩnh Phúc, ở khu vực đến khu vực Chùa Vàng, Xuân Bỉ, Vĩnh Phúc nhé, bác chuyên bán cây cảnh rất là rẻ luôn. Và ngay ở bên sườn phải thì có một cây ao từ trước, khuôn viên rất là đẹp luôn đó. Cảm ơn các bạn đang xem video trên kênh Nhà Đẹp NTN. Nếu lần đầu tiên bạn xem video trên kênh của mình thì tạm dừng 3 giây, kéo xuống bên dưới đăng ký kênh để cập nhật những mẫu nhà mới nhất mình chia sẻ trên kênh, cập nhật những cái kiến thức của mình chia sẻ trên kênh. Cần được chia sẻ nhiều hơn, các bạn hãy gọi cho mình số điện thoại trên màn hình để mình được tư vấn và chia sẻ trực tiếp với các bạn, chân thành, miễn phí. Và chỉ mong các bạn sớm hoàn thành ngôi nhà mơ ước của bạn cho gia đình và người thân, không làm mất nhiều thời gian của các bạn nữa. Giờ mình xin chia sẻ chi tiết vào ngôi nhà này. Ngôi nhà này thì có cái chiều rộng mặt tiền là 17,5 m và chiều sâu là 10,5 m các bạn nhé. Và tái hiện lại cái mô hình nhà 5 gian hình chữ U ở khu vực nông thôn. Nhưng cái ngôi nhà này có một chút cách điệu là cái mái thì bác ấy làm cao lên ở 3 gian chính giữa. Làm như vậy thì nó cũng tốn kém hơn nhưng nó sẽ đẹp cái ngôi nhà hơn. Và nó cũng thể hiện cái sự bề thế của ngôi nhà luôn. Trước hết về cái hình khối các bạn nhìn đấy, nó cũng rất là cân xứng. Ở chính giữa thì có một cái mái to và hai bên là hai cái mái nhỏ. Hai cái mái nhỏ này thì cũng có cái thêm một cái tác dụng nữa là nó làm mát cái hệ mái ở bên trên các bạn nhé. Đó. Và ở hai bên đầu đốc cũng đều có cửa thoáng. Cái mái Thái này thì ưu điểm của nó là cái độ dốc mái, rồi cái độ khoe mái, độ đẹp mái thì nó hơn mái Nhật. Nhưng nó sẽ tốn kém hơn mái Nhật các bạn nhé. Đó, thì các bạn có thể tham khảo hai cái mẫu mái mà hiện nay đang được làm rất nhiều, đó là mái Nhật và mái Thái. Nhưng mà mỗi một cái mái thì nó lại có một cái ưu điểm và cái nhược điểm riêng của nó. Ba cái gian chính giữa của bác là được hơn 8 m các bạn nhé, khoảng 8 m rưỡi. Và phía trong thì sẽ thiết kế 4 phòng ngủ và không gian chung ở ba cái gian chính giữa kia. Đó. Các bạn nhìn thấy cái hệ mái của ngôi nhà có đẹp không ạ? Và ngôi nhà thì thiết kế 5 bậc để đi vào trong nhà. Mình thường xuyên chia sẻ với các bạn 5 bậc đi vào trong nhà, cái số 5 trong ngôi nhà nó rất đẹp các bạn nhé. Cái ngôi nhà thì nó là cái trung tâm, nó kết nối giữa vũ trụ và con người. Trong con người thì cũng có lục phủ ngũ tạng, mà trên trời thì có âm dương ngũ hành. Trong ngôi nhà thì cũng rất cần được quan tâm đến những cái lĩnh vực về phong thủy, thì nó cũng đủ ngũ hành trong ngôi nhà các bạn nhé. Cái điều này thì khi các bạn làm nhà các bạn không nên chủ quan, cần phải xem, phải tham khảo cả đời. Mình làm nhà có một lần, rất nhiều bạn làm nhà tiền tỷ nhưng chủ quan thì sau nó mắc rất nhiều cái lỗi. Thậm chí có những bạn vừa làm nhà xong đã chán rồi. Thì mình lại tiếp tục chia sẻ vào cái ngôi nhà. Phía dưới chân tường thì bác ốp cái gạch 3D. Ốp cái gạch 3D này nó sẽ đẹp hơn là cái vân đá các bạn nhé. Nó sẽ ăn khớp vào những cái đường trang trí thẳng phẳng của ngôi nhà. Đó. Nhiều bạn là đang trang trí những cái đường thẳng tự nhiên ở bên dưới, bạn ốp vân đá là nó không được đồng bộ. Cái nét đẹp của nó không được đồng bộ. Cái chiều cao của cái sàn nhà từ sàn đến trần
là 4,3 m. Còn lên đến cái mái trên kia là nó là 7 m đấy các bạn nhé. 6,9 m đấy. Giờ mời các bạn đi vào bên trong để tham quan ngôi nhà. Ngôi nhà thì đang trong quá trình hoàn thiện nên là nó chưa được gọn đẹp lắm. Các bạn xem thông cảm giúp mình nhé. Chúng ta xem nào, xem để lấy những cái mẫu để tham khảo. Đó. Mình cũng rất cảm ơn những chủ nhà luôn mở cửa tiếp mình, và rất cảm ơn khán giả luôn đón nhận những cái video khi mà mình chia sẻ lên. Đó. Cái chiều sâu của cái hiên này thì nó được khoảng 2,5 m các bạn ạ. Nhưng mà bên trên mái thì rộng hơn. Đây mình quay trên mái này. Trên mái rộng hơn như này thì nó sẽ đỡ hắt nước vào cái cửa của mình các bạn nhé. Và cái cột của bác là cột vuông 40, ốp đá ở giữa. Đó. Rất đơn giản, thẳng phẳng và ăn theo cái phong cách của ngôi nhà. Cái chất liệu cửa gỗ này thì cũng do chính nhà của bạn ấy sản xuất luôn các bạn nhé. Bạn này là bạn chuyên sản xuất cái đồ gỗ, cái gạch trang trí. Đó. Nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua cửa, muốn mua gạch cái giá rẻ, đó, thì liên hệ với mình để mình kết nối với các bạn này nhé. Bây giờ mời các bạn vào tham quan bên trong. Đó, các bạn thấy cái không gian cộng đồng này có thích không ạ? Rất là thích luôn. Rất là thoáng sáng luôn. Và bên trong thì bạn cũng làm rất là đơn giản thôi các bạn ạ. Không quá cầu kỳ. Cảm ơn các bạn đang xem video trên kênh Nhà Đẹp NTN. Nếu lần đầu tiên bạn xem video trên kênh của mình thì tạm dừng 3 giây kéo xuống bên dưới, đăng ký kênh để cập nhật những mẫu nhà mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Ôi cái mẫu cửa này sờ vào thích quá các bạn ạ. Nó cảm giác nó chắc chắn, nó như kiểu cửa cầu thang máy ạ. Quân các nhìn chắc chắn đấy ạ. Giờ mời các bạn tiếp tục tham quan cái không gian của những cái phòng ngủ các bạn nhé. Mặc ốp bằng lát sàn bằng cái gạch này sáng quá các bạn. Mời các bạn tham quan phòng ngủ đầu tiên. Bên trong phòng ngủ của bạn ấy có diện tích khoảng 16 m², và bên dưới bạn ốp bằng cái gạch vân gỗ này các bạn này. Cái gạch này thì cũng do chính công ty của bạn ấy sản xuất các bạn nhé. Gạch và cửa này và những cái đồ tủ nội thất là do đúng công ty của bạn ấy sản xuất luôn. Và trong thiết kế thì cái giường của bạn nào cũng kê vào chính giữa, nhưng mà vì con nhỏ nên là bạn đang kê gọn vào góc đây. Đó. Và cái phòng này có lẽ là phòng đẹp nhất của ngôi nhà đây. Cái vị trí đẹp nhất của ngôi nhà này. Đó. Và ở đây bạn ấy thiết kế một cái cửa rộng 1,2 m để đi xuống khu vực bếp nhé. Khu vực bếp của bạn sẽ thiết kế liền kề nhưng không nằm trong cái khung xây dựng nhà chính các bạn nhé. Giờ mời các bạn tham quan phòng ngủ số 2. Mời các bạn tham quan phòng ngủ số 2 này. Cái phòng này của bạn ấy thì cũng vẫn được ốp gạch như vậy. Và tất cả cái hệ cửa như vậy. Cái cửa này bao tiền mét vuông em biết không? Như là 2,2 triệu một mét vuông các bạn nhé. Là cả khuân luôn đấy ạ. Đó. Cái phòng này giường, kể cả giường tủ của bạn ấy là đồng bộ hết luôn. Và tất cả những cái chất liệu này là do bạn ấy sản xuất và cung cấp bán luôn các bạn nhé. Và sâu ở phía trong thì có phòng vệ sinh khép kín. Đó, phòng này của hai vợ chồng nên là bạn ấy thiết kế vệ sinh khép kín này. Đó. Ở đây thì phòng vệ sinh này thì bạn ấy mới thiết kế cái hút mùi thôi, chứ chưa thiết kế ô thoáng. Ở phòng vệ sinh các bạn nên thiết kế ô thoáng nhé. Còn cái quạt hút mùi nó hỗ trợ. Có thể có lúc mình bật, có lúc mình không bật, nhưng có ô thoáng thì phòng vệ sinh của mình nó thường xuyên thoáng các bạn nhé. Đó. Và cái tủ phòng vệ sinh này, cái tủ gương này này, phía sau cái gương là bạn ấy, của bạn làm một cái tủ luôn nhé. Cất những cái đồ thì cái buồng tắm của mình nó mới gọn đẹp được các bạn nhé.
Giờ mời các bạn trở lại và tham quan tiếp những cái không gian tiếp theo. Đó, như cái phòng này thì bạn ấy đã kê giường ngủ rất là đúng rồi. Ai chà, nhưng mà phòng này là cũng hơi khó khăn đây. Rồi mời các bạn tham quan tiếp những cái không gian tiếp theo ở phía bên kia. Bên này chắc là có hai phòng ngủ nữa rồi. Vì nhà ít người, ở đây bố trí phòng ngủ nhưng mà bạn ấy cũng chưa dùng tới và đang tạm sử dụng làm nhà kho, các bạn xem thông cảm giúp mình nhé. Bạn đang dùng làm nhà kho, đây chính là một cái phòng ngủ hoàn chỉnh và có vệ sinh khép kín luôn các bạn ạ. Thôi, chật chội mình không đi vào làm mất nhiều thời gian của các bạn nữa. Và tất cả cửa các phòng, cửa ngoài là bạn ấy làm cùng một chất liệu nhé, và nó khoảng hơn 2 triệu một mét vuông. Nếu bạn nào quan tâm những cái mẫu cửa này thì cũng gọi với mình để mình sẽ kết nối giúp các bạn. Và đây một cái trục giao thông 80 khoảng mét 2 để đi ra khu vực chòi và khu vực sảnh cà phê, chòi cà phê các bạn nhé. Đây là cái chòi cũ nhưng xong bạn ấy sửa lại thì ra đây ngắm cảnh là tuyệt vời luôn. Và cái phía này thì lại chính là cái hướng đông nam này. Khi mà có gió mát nó đưa hơi ẩm, hơi nước vào trong nhà thì là quá tuyệt vời luôn. Đây là cái ao cũ mà bạn ấy giữ lại đây nhé. Cũng xin chia sẻ thêm với các bạn, nếu các bạn có điều kiện thì có thể các bạn thiết kế ao hoặc hồ bơi. Nhưng ở phía trong cái khuôn viên của nhà mình mà cứ có nước là đẹp nhất nhé. Nhiều bạn bảo là mình mệnh hỏa không hợp với nước, mà mệnh gì cũng phải nước nhé các bạn nhé. Nước thì nó là khởi nguồn của sự sống. Khi trong nhà có nước, nó giống như có một cái máy điều hòa khổng lồ. Nó sẽ làm cho bạn mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Mùa đông bạn nhìn thấy nước rất lạnh, nhưng mà chính là cái hơi nước, các bạn nhìn thấy nó bốc hơi lên đấy, chính là cái hơi ấm và nó làm cân bằng lại cái độ ẩm trong mùa đông các bạn nhé. Giờ mời các bạn quay trở lại cùng mình và tham quan nốt một cái phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này thì cũng của bố mẹ và có các bạn nhỏ nên là vẫn là kê giường mà sát thôi các bạn nhé. Nhưng mà phòng vẫn là 16 mét vuông và rộng rãi, đẹp, thoải mái. Cảm ơn các bạn đã xem video tới giây phút này. Nếu bạn thấy video của mình hay hữu ích, nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những mẫu nhà mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Cần được chia sẻ nhiều hơn, các bạn hãy gọi cho mình số điện thoại trên màn hình. Mình xin chào tạm biệt và xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.